Tụi em bước vô trung tâm Bình Tân, tụi em đã cúm rồi. Qua quận 12 tụi em choáng luôn, quận 9 tụi em xỉu. Còn qua bên quận 7 tụi em sẽ lân. Tại vì nó rộng nhất, nó đẹp nhất, cách bố trí máy ngon nhất và máy mắc nhất nữa. Sao cái gì nó giống như cái vậy? Tại vì sao? Tại vì là quảng cáo. Tại vì là quảng cáo. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog về kinh doanh và bất động sản. Hôm nay thì Duy sẽ nói về một cái đề tài, đó là xây nhà và kinh doanh phòng gym, thiết kế phòng gym, cũng như quan điểm triết lý của Duy Nguyễn trong những cái BBT Building như thế nào, thì Duy Nguyễn sẽ chia sẻ cho các bạn. Corona chứ hết mùa nữa. No. Các bạn thấy nhà tôi lớn hay nhỏ? Cái nhà mà Duy Nguyễn đang đứng là BBT quận Bình Tân, địa chỉ 107 đường số 6 Bình Trị Đông B, Bình Tân, diện tích chiều ngang 12m, diện tích chiều dài 21,5m. Khu này nó vậy đó bạn, khu này nhà nó nhà thô lô, diện tích nó cứ, nhưng mà được cái ăn cái mặt tiền chiều ngang. À, ăn có được cái mặt tiền chiều ngang. Bởi vậy bạn thấy cái tòa nhà BBT Building của Duy Nguyễn thiết kế chiều ngang rất ok. À, nhắc tới chiều ngang, nhớ mấy bạn nhớ nhắc anh Duy nha, một cái video về cách thiết kế mặt tiền, những sai lầm cần tránh. Ok. Đó, cái này là quan trọng nè. Đúng không? Quan trọng giống con gái ra đường là phải đập phấn son, trang điểm, nâng mũi, nâng mắt, nâng mi gì đó không biết nha. Thì mặt tiền ngôi nhà nó cũng là như vậy, nó vừa đẹp và nó phải phù hợp với cái nhu cầu của người sử dụng. Vậy thì á, ở trong cái vấn đề xây nhà lớn á, cái điều khó nhất là quyết định cái sàn nhà. Cái sàn nhà là nó chiếm gần như là hết tiền mà. Và thêm mỗi lần mà BBT mà đổ sàn một cái là hai thằng media nó chạy như vậy. Có khi đó nó đi tới 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, có khi nó đi 12 giờ trưa, bất kể thứ bảy chủ nhật nó leo trèo nguy hiểm này nọ, quay live cam các kiểu, chụp hình tất cả các góc về trình bày cho sếp. Tuôn về biển cả, yêu là phải đã sao, quan trọng đúng sai, nan mong ra sao, tay cam khép lại, bao thật xấu đừng áp lưng bao hông, đôi tay anh mạnh mẽ, em hạnh phúc nhất ngày. Đôi chân em chung bước, em tan thân quyến rũ, ngực nhấp nhô bao lời yêu cho đủ, để đêm về giấc ngủ không tương tư. Tại sao cái vấn đề mà một khi mà chúng ta đổ sàn đó là cái điều mà nó cực kỳ nó nguy hiểm và cực kỳ mà nó quan trọng. Nó nên mới quy động một cái lực lượng mà nhân sự cao như vậy. Thì cái sàn của BBT á, là cũng trải qua rất là nhiều kinh nghiệm. Khi mà đổ cái sàn thì không có một cái tiêu chuẩn nào hết. Đúng mà không có cái tiêu chuẩn nào á. Nó có những cái tiêu chuẩn dành cho sàn nhà mà làm theo cái thao. Wow. Thì mình đi mình áp cái sàn đó vô, nhưng mà tánh anh nó phòng xa lắm em. Thôi chích thêm miếng đi, ép thầu cái này. Thôi chích thêm miếng đi, chứ giờ mẹ bố con nhà nó thiết kế, bố con nó có tập tạ, nó đâu có phải biết được. Sàn thể thao áp sẽ chuẩn aerobic, thôi chích mặt luôn. Đó, nên chích thêm miếng đi. Đó là cái lý thuyết vừa ra cái thực tiễn. Nhà nào? Nhà quận 6, nhà mướn. Thả tạ đụng bển á. Xong rồi coi nhà nứt chưa? Coi nhà lủng chưa? Nếu mà nhà lủng làm khác. Trải sắt đồ này phải khác, trải đà đồ này phải khác. Đúng không? Độ dày sàn phải khác. Bây giờ lúc trước á, cả cho bạn nghe tranh luận sôi nổi, quyết liệt luôn. Bây giờ độ sàn 20 xăng với độ sàn 15 xăng, quyết định cái nào lẹ. Bây giờ trên mặt lý thuyết, độ sàn 20 xăng dày hơn. Mấy em đồng ý không? Yes. Sàn 15 xăng mỏng hơn.
Vậy thì đáng lẽ là phải chơi sàn 20 xăng cho nó yên tâm. Thằng nào deadlift 200 kg thì quăng kệ mụ mày. Đó. Còn thằng nào mà tập nhẹ nhẹ thì khỏi bàn. Nhưng mà thằng thù nó phản đối. Tôi biết nó phản đối luôn. Nó nói thôi 20 xăng không cần thiết đâu anh ơi, làm chi vậy, nặng nhà. Đúng không? Sao mà cái nặng khỉ gì, chẳng qua tiền bê tông nhiều hơn thì mày sợ tốn thôi. Đúng không em? Nhưng mà nó ngồi nó cãi tới lui xuôi ngược luôn á. Nó không phải sợ tốn, em hiểu không? Nhưng mà cái nhà của anh Duy nó bự quá, mà nó cao quá. Nó bây giờ cái thằng thiết kế này nè, nó thiết kế là cái nhà này nó chịu được nhiêu đây tải nè, cộng với 1m2 của anh để một máy, em tính anh hết rồi. Bây giờ tải trọng tỉnh của anh á, ủa tại nó nói tải trọng tỉnh hay tải trọng động gì tao quên rồi, tải trọng động, à động của anh á là gần 1 tấn 1m2 rồi. Tức là anh nhảy tưng tưng gì đó 1 tấn thì 1m2 á thì thoải mái rồi. Gần 1 tấn số nhiêu anh quên mấy. Nhưng mà bây giờ á, nó thiết kế cái sàn có 15 à. Mà bây giờ anh Duy đội lên cái sàn 20 như vậy đó, thì nó nặng bê tông gấp 1/4 lần, đúng chưa? Thì tổng cộng 10 tấm nhà của anh nó nặng nhiêu rồi. Một cái mặt bằng nhà của anh đâu phải như cái nhà người ta ở đâu nội. Cái mặt bằng nhà của anh hơn 300m. Trời ơi, cái nó rộng mênh mông luôn. Thì nó nặng biết bao nhiêu nữa, nó đè lên trển nó cái tải như đất của bên quận 7 lúng sao. Trời ơi mẹ ông, ép cọc tôi 30-40m đâu mà sợ lúng nữa. Mấy bạn nào chưa biết ép cọc là gì, coi video quăng 1 tỷ trời đất nha. Nói chung mà cãi không lại nó mẹ ơi. Cú đó cãi thua. Anh cũng cãi hay lắm mà cú đó cãi thua nha mấy em. Thế nó có lý tao sợ chứ bộ. Nặng quá rồi, có chuyện gì đâu cần thiết đâu. Đúng không, nó tính toán anh tính rồi. Ví dụ như bây giờ tải cái tải trọng động á, mà nó đã gần tấn rồi, tại trọng tỉnh mà chắc nó phải mấy tấn. Lo gì nữa. Bây giờ một cái máy tập gym, một máy cao là anh, cái máy mà nặng nhất 200kg. Một cái máy 200kg á, thì diện tích của nó đó là cũng phải 2m2. Thầy luôn. Đó. Một cái máy 200kg diện tích phải 2m2, không tin máy đạp đùi. Đúng không? Đạp đùi cỡ nào? Đạp đùi diện tích chắc phải 3m. Mà chắc tạ vô đầy đâu phải lúc nào cũng chắc vậy đâu. Nó mà cái đó là tỉnh không sợ. Sợ động là mấy thả tạ kìa. Đó là anh yên tâm. Yên tâm. Nhà cái bên quận 7 anh làm nó cứng hơn Bình Tân rất là nhiều. Bởi vậy đó, để làm được cái sàn nhà đó, nó phải trải qua cái sự phản biện từ cái thằng thiết kế cho tới cái thằng chủ. Anh thì đương nhiên anh dùng thực tế phản biện nó, mà nó dùng lý thuyết nó phản biện ngược lại anh. Hai bên phải đi đến cái điểm chung. Rồi ok chốt. Cứ thế mà làm thôi, đúng bản vẽ bụp. Mỗi lần mà đổ bê tông nha mấy em nhớ nha, đi qua công trình kiểm tra đàng hoàng lấy bản vẽ ra coi sắt bao nhiêu, cây phi bao nhiêu. Đúng không? Cây phi này bao nhiêu? Một mét đà này là bao nhiêu sắt? Nó bố trí nhiều rồi đếm từng cây cho anh cho nó sợ luôn. Ủa mà không năng vàng sao? Năng vàng mà em. Thí dụ như phi 14 để phi 12 vô, lời đừng chút. Xong rồi 20 cây, nó nhiếm 5 cây, nó lời thêm chút nữa. Đúng không? Rồi xong rồi cái bê tông thì khỏi lo. Bê tông thì sau khi người ta đổ, người ta lấy mẫu, về người ta test ngược lại cho nó có đúng cái thiết kế hay không. Nói chung là nhà của mình không nổi đâu mấy em ơi, anh chỉ tụi em vậy thôi. Còn cái vấn đề quan trọng nữa nè, khi mà tụi em làm nhà lớn á, khi mà tụi em làm nhà lớn, tụi em quyết định cái dầm có vượt nhịp hay không vượt nhịp. Đó, vượt nhịp hay không vượt nhịp. Còn như Nguyễn Dân chơi vượt luôn. Bây tao chán mấy cột rồi, cuộc đời anh chán mấy cột rồi, anh làm cái nhà đầu tiên anh sợ lên đến vượt thầy luôn. Tại lần đầu tiên khối lượng tài sản mình yếu quá mấy em. Vượt có gì cái đi vượt cạn luôn, đi vượt biển luôn á. Đi vượt biển của anh cậu cậu neo thấy mẹ luôn. Thiệt chứ bộ. Anh làm cái nhà này mấy em vô nhìn anh không dám vượt. Anh để nhịp bình thường 6m thôi. Còn cái nhà quận 12 tao vượt luôn 12m luôn. Ủa lộn. Cái nhà bên quận 7 anh vượt 12m mấy em vô nhìn cái sàn cưng lắm. Trời đất ơi, cái nhà đó mà anh cho thuê mặt bằng anh chém liền luôn á. Tại vì bây giờ á, tụi em đi thuê mặt bằng cái nhà cột nhiều là rẻ bèo rồi, ép giá nó cho anh. Còn cái nhà mặt bằng mà gác ống suốt hết đó, trời đất ơi, làm hội nghị tiệc cưới cũng được nữa, là bao ngon nha. Nó thì anh vượt nhịp để gì, để mình làm một cái phòng gym đẳng cấp. Và cái video ngày hôm nay là thực tế là chia sẻ phòng gym đẳng cấp. Thì qua cái sự chia sẻ của anh, tụi em sẽ học được những cái kỹ năng để sau này tụi em về tụi em bắt chước làm nhà và bắt chước làm phòng gym dựa trên triết lý của anh. Ok, bây giờ cái triết lý của anh là anh mua đất ở thành phố Hồ Chí Minh này, anh làm gym thì suy ra cái gym của anh là đất vàng, đúng không em? Thì đất vàng thì máy phải vàng, thế thôi.
thì có phải là cái phòng gym dùng để thiết kế không gian tập luyện thì nó phải bỏ những cái máy vô, và của anh cái ngày đẹp trời đó anh đổ cái tầng trệt, mình kêu là sàn số 1 á. Sàn số 1 là sàn trên đầu sàn của lễ tân. Cái sàn lễ tân anh làm video rồi mấy em. Mấy em không chưa coi thì mấy em coi lại cái sàn lễ tân. Nó có bàn pizza, nó có bánh lóc, nó có khu tiếp khách, nó có showroom. Nó có gì khu reception. Còn bây giờ đi một cầu thang lên. Đó là gì? Sàn tập luyện structure và cardio. Thì bây giờ tụi em bước lên một không gian nó mênh mông, nó rộng mở. Nó khác xa ba trung tâm gym kia của anh. Tụi em bước vô trung tâm Bình Tân, tụi em đã cúm rồi. Qua quận 12 tụi em choáng luôn, quận 9 tụi em xỉu. Còn qua bên quận 7 tụi em sẽ lân. Tại vì nó rộng nhất, nó đẹp nhất, cách bố trí máy ngon nhất và máy mắc nhất nữa. Sao cái gì nó không nhất hết trơn vậy? Tại vì sao? Tại vì là quảng cáo. Tại vì là quảng cáo. Tao nói chơi thôi chứ anh đầu tư máy mắc thiệt em. Tao nói là gì? Phòng gym sống sau nó xô sống trước mấy em. Càng làm nó càng lời, nó càng ghiền nha. Mỗi lần xách xe hơi ra khỏi nhà, mẹ hỏi: đi coi đất nữa hả con? Mày xây nhiều quá rồi sao quản lý? Thôi tập trung một cái thôi con. Trời đất ơi, mẹ anh ba vậy hoài. Chán lắm em. Đó. Sao mày bung tiền ra mày làm dữ vậy, làm nổi không con? Bây giờ tao đi tao hết cho mẹ tao biết luôn. Lén. Đó, giờ cái phòng gym của anh đó, cái máy Slotterize là cái máy có cái cáp á. Cái máy kéo kéo cái gì cực kìa nào đâu không? Chơi hàng Mỹ. Bây giờ là phải chơi hàng Mỹ thôi. Một cái máy á, 80 triệu. Xiền luôn. Bỏ vô cục bỏ chừng 100, 200 cái máy. Ủa, chỗ đó 100, 200 hơi chật mấy em. Bỏ chừng 50 cái máy là thấy mẹ rồi. Mà nó nói là cái diện tích á, mà chiều ngang 12m, chiều sâu 35m, bố trí máy đẹp lắm. Cái mặt bằng đó là kia là mặt bằng thiên đường luôn á. Tụi em đi đâu có được cái mặt bằng đó. Khó lắm, nhà quê thì cũng nói Sài Gòn mới kinh. Đúng không? 12m chiều ngang, 35m chiều dài. Ngày xa đi tôi nào đâu có biết, chỗ quê mình đẹp tuyệt thế này sao. Ôi đất mẹ ngày nào tôi đã sống, nghe bát ngát cả một trời sâu rộng. Đàn chim vui líu lo qua vườn chuối, nơi hạ nguồn chính con sông gặp nhau. Theo nhau về hương phù sa thơm ngát, mang vị ngọt đến từ miền đất quê. Trời đất ơi, bố trí máy ở sát dách cục, xa xa ra hai cục, sát gách cục, nói chung có bốn hàng máy thẳng tắp đẹp lắm. Ví dụ như cái máy đá đùi đi, anh làm hai cái. Bây giờ chơi game chuẩn Mỹ mấy em, không có khái niệm mà tao đá đùi tao ngồi đó thằng kia nó chờ tập vậy sau lên sau, đúng không? Tập vậy không có nổ được, mình ở phòng game mình năm sau mà giờ ok. Rồi anh sẽ mỗi máy tối thiểu hai cái và có nhiều máy độc. Cardio của anh kỳ này nâng cấp lên luôn. Bây giờ cardio máy chạy bộ để 20 cái. Ở trong cái bản hình tụi em nhìn thấy đó là tụi nó demo thôi. Tụi nó bỏ một số cái máy vô để cho có cái không gian phòng gym. Và nó đi co mấy cái dách để tụi em nhìn thấy, à nó dán hình dán chữ vậy thôi. Nhưng mà khi mà vô thực tế máy rất là nhiều và máy rất là sang. Mấy cái máy tụi nó thiết kế là cái máy mẫu thôi. Em hiểu không? Đó, nên máy sẽ rất là nhiều. Máy chạy bộ của anh là bèo nhất nhờ chơi 20 cái. Còn mấy trung tâm khác ở bên Mỹ có chỗ nó làm cũng nhiều lắm, 30 cái luôn đó mấy em. Nhưng mà không ai chạy hết đâu ơi, làm cho nhìn cho nó ngầu thôi à. Còn bây giờ ở Sài Gòn mình là tất đất tất vàng, diện tích nó hạn hẹp. Nên mình làm chừng 20 cái máy chạy bộ, rồi mỗi cái còn lại hệ 10. Bò ngựa 10 cái, xe đạp 10 cái. Wow. Bây giờ là cái máy chèo thuyền là làm đông nè mấy em, máy chèo thuyền tập đã lắm. Máy chèo thuyền tập vô cái lưng nó nét. Trời đất ơi, gồng một phát một cái lưng cạch cạch con gái tập ra lưng mình chữ V luôn. Bướm đúng xinh luôn em. Đó nên máy chèo thuyền cái này là bỏ 10 cái. Nên cái khu đó là cái thiên đường cardio và thiên đường structure. Nó mới là đúng nghĩa thiên đường thật sự. Không chờ đợi. Đúng không? Máy xịn đàng hoàng kéo một cái vô hai cái. Đúng không? Còn máy Trung Quốc kéo 10 cái vô một cái. Trung Quốc nó bắt trước thôi à. Bắt trước kinh lắm. Mà dở ẹt.
nó bây giờ mình xài hàng tàu nữa thì anh nghĩ là năm hai năm nữa cạnh tranh không có nổi đâu em, thật sự không có nổi. Vậy thì có cái câu hỏi đặt ra là tụi em có hỏi, ủa anh Di ơi, anh chơi lớn vậy rồi anh lỗ sao? Câu hỏi rất hay em, câu hỏi rất hay. Anh chơi lớn vậy anh lỗ sao? Bây giờ anh nói cho em cái mình không lỗ, đúng không? Thứ nhất là lợi nhuận kép. Lợi nhuận kép anh mãi mãi anh không lỗ. Mà lợi nhuận kép là gì thì anh không chỉ được em. Ông mãi chỉ chiêu này ra tụi bay bắt trước không mà chết luôn. Không được, biết vậy đi nha. Còn nếu mà nói về máy thì tụi em sẽ hỏi, ủa anh Di ơi, tại sao anh mua máy Mỹ chỉ cho nó mắc, không mua máy Tàu cho nó rẻ? Câu hỏi rất hay nha em. Trong kinh tế không gì phải ngại, đúng không? Bây giờ anh hỏi em nha. Bây giờ á, tiền ship máy Mỹ với tiền ship máy Tàu, tiền nào mắc hơn? Bạn nào không biết thì quay lớp 1 học bài toán 1kg bông với 1kg sắt, ký nào nặng hơn? Hen. Rồi ok, vậy thì một công ty của Mỹ với một công ty của Tàu, cái nào lợi nhuận cao hơn? Cũng chưa biết luôn đúng không mấy bạn? Của hai cái đó bằng nhau làm sao? Lợi nhuận mà. Hợp lý chưa? Rồi tiếp tục, đồ Tàu với đồ Mỹ cái nào mắc hơn? Đâu khỏi nói rồi đúng không? Rồi giờ hỏi tiếp bạn nè, mình chơi với Mỹ với mình chơi với Tàu, chơi với nào có giá trị thương mại hơn? Hả? Cái đó là cái quan điểm của anh. Rõ ràng bạn tự trả lời là biết rồi. Thì bây giờ bạn mua cái máy của Tàu với bạn mua cái máy của Mỹ thì cái phần chênh lệch giá trị nó dành cho những cái sạp xí đú gì không? Đúng không? Thằng tôi bỏ ra một cái lượng tiền ship rất lớn, một cái lượng tiền bảo trì không nhỏ, một cái lượng tiền nhân công để mang vác những cái máy đó ráp. Thì sao tôi không ráp cho Mỹ, cho ráp cho Tàu chi mỗi lần vậy? Đúng không? Đó là một ý. Ý thứ hai nữa, ủa gym ông Di Nguyễn triệu đô đẹp vậy, ông Di Nguyễn đẳng cấp đi Mercedes vậy, chơi máy Tàu ai nể bà? Đúng không? Chơi máy Tàu nó chửi tao luôn đó, chứ nó nể gì nữa. Xong một phát nữa, tiếp tục. Bây giờ mình nói phòng gym mình xịn sò này nọ kia, mà mình để máy Tàu vô nữa thì thôi, mấy con sale nó khó bán lắm em. Nó sẽ chửi thằng Di đầu bò. Đi đá thì mày chơi cái bồng tiểu 26 triệu mà cái máy tao tập gym á thì có 20 triệu à. Nó chửi chết luôn á em. Đó là nó sẽ làm tổn hại hình ảnh thương hiệu của anh. Không được. Không được. Thà mắc hơn gấp rưỡi hoặc gấp đôi, anh chơi luôn đồ Mỹ khỏi lăn tăn sồn cái gì. Đó là quan điểm của anh. Đồ Mỹ nó lâu hư hơn, nó bền hơn. Mấy em thấy không, anh chơi đồ ở THOL nó có hư cái gì đâu. Một cái máy lâu lâu sụp xịt chút đỉnh, 2 năm rồi vẫn chạy tốt. 2 năm rồi đó. Năm mấy 2 năm. Đó là cái lợi thứ nhất của anh về mặt thương hiệu. Cái lợi thứ hai là cái gì? Ủa anh Di ơi, anh làm gì? Để làm chi vậy? Để làm cái showroom. Để làm cái showroom. Đúng không em? Phòng gym của anh Di là một cái showroom tuyệt vời. Thí dụ như bây giờ thằng nào nó muốn nó mở phòng gym hay nó muốn làm gì đó, nó tới gặp anh một cái, một nó thấy cái mô hình là nó nghe chuyện nghiền ke liền rồi. Xong rồi nó không muốn đi qua thằng nào nữa hết. Ủa nó qua thằng kia thấy chơi máy Tàu, chơi thảm cỏ vậy giả là rồi. Thôi đi luôn đi ông ơi. Tôi qua game của ông Di rồi, tôi qua game của ông nữa, thôi tôi chán luôn rồi. Đó. Cái đó là gì? Mình làm cái showroom để mình giới thiệu khách hàng. Khách hàng mà tới nó coi, nó gặp cái phòng mình cái một nghiền liền luôn. Không còn phải lần thứ hai vô tập thử cái máy đi. Ủa tập đi đừng có ngại. Ủa còn mấy mà tụi em làm cái máy giỏm mà tụi em dám cho nó tập tét không? Nope. Rồi mà tập xong phát một nó bỏ nó chạy luôn chứ. Đó. Phòng mình đẹp mình mới làm showroom được. Phòng mình phải nhiều máy mình mới làm showroom được ông nội. Mấy em hiểu không? Bây giờ gym á là mình phải đầu tư những máy người ta cần và những máy nó thực sự nó hiệu quả đó, và những máy nó đang phát triển nữa, chứ không phải là tối ngày tập tạ cầm cục dumbbell quay hoài. Ông ơi, tập như vậy suốt đời chứ mấy tập tạ nó tập thôi à, cái dân khác nó không vô, đúng không? Cái gym á nó muốn làm ăn nó kiếm tiền được á thì nó phải có nhiều cái đối tượng. Thí dụ như có mấy mẹ vô đây tập yoga không, không kệ bà nó cũng vô đây tập lại đi, làm phòng yoga đẹp đẹp tầng 2 bữa sau nói vô tập đi lấy tiền được rồi, đúng không? Chứ vô phòng gym mà toàn đực không mà nó vô thằng nào nó bu vô cái máy đi có đẩy không rồi thôi rồi. Doanh số sao lên
Ủa vậy anh Duy làm showroom chi vậy? Để bán máy chứ chi ba. Ủa vậy anh Duy giờ bán máy kiếm tiền luôn hả? Không có, bán giùm thôi. Bán giùm vậy nó cho nó sốc mấy em. Bán không cần lời. Máy là không cần lời, thích máy nào chỉ số đi. Rồi ok, bán. Về set up phòng. Để làm chi vậy? Bán shop ông ơi. Đúng không? Phát triển BBT Network. Nói mấy năm rồi. Thì cái của anh nó sẽ là vĩnh hằng, cái của anh nó sẽ là vĩnh cửu. Anh lỗ chỗ nào? Đúng không? Bởi vì mấy em nói ừ cái ông kia bỏ 5 tỷ vay ngân hàng chơi khô máu với anh. Ừ mấy ông kia mở phòng game chơi khô máu với anh mà chơi cái mày chứ. Nên các bạn bớt dọa nhau trong kinh doanh đi. Các bạn chơi các bạn nghèo thế mà. Bạn đè mình ra bạn dọa hoài. Chứ không có dọa mà. Làm ăn được cái xuống tiền ra thị trường cạnh tranh thế thôi. Đúng không? Còn lợi nhuận kép là gì thì không nói được nha. Nói ra mấy công mấy bất động sản nó chửi chết luôn. Hôm nay nó hâm rồi đó. Nó hâm mốt tao rất ngon, tao không giới thiệu cho mày đâu nha mày. Ừ, mày lên mạng mà chỉ em lum đi. Phòng diêm vô tình đã đưa em đến, rồi cũng vô tình cướp mất em đi. Yêu qua bụi tập tình ta nhung nhớ, hẹn ước câu thề tim mãi khắc ghi. Anh đã yêu em chẳng nghĩ suy gì, vì sao thế em cứ bước ra đi. Vô tâm chia xa hàng tảng cũ u sầu, trả lại nơi đây dẫm mối tình si. Sao em không nhớ lại hôm vào ngày diêm vắng. Vậy thì bây giờ Sartre anh tiết lộ thêm luôn, anh sẽ chơi hai hệ máy. Một hệ là performance, nó giống như là hệ quận 12 với quận Bình Tân á. Một cái hệ tiếp theo là hệ bí mật. Cái hệ này tập cái cơ chế nó hoàn toàn nó khác luôn. Giá tiền nó mắc ngang y như cái hệ performance luôn. Không rẻ hơn một ten. Cứ một cái 80 triệu vậy đó. Nhân tới. Thì giúp cho các bạn tập thêm được nhiều phương pháp. Và đây là một cái hệ máy của tương lai. Một cái hệ máy của Mỹ. Đó. Và cái hệ máy được áp dụng trong những cái phòng đắt tiền. Cái phòng đắt tiền chứ anh không nói cái phòng lớn. Ở bên Mỹ phòng lớn chưa chắc đắt tiền, mà phòng đắt tiền thì chưa chắc lớn. Đó nha mấy em. Còn không gian đi lại rất thoải mái. Cái sàn này anh sẽ lót gỗ tiếp. Anh còn có gu đó không đổi em. Cái gu nào mà sàn máy lót gỗ cho nó bóng tập xong nằm lăn chơi vậy đó. Đó. Và khu cardio, khu select ride, tập luyện vô là nhìn nó tách biệt. Nó không giống như ở bên Bình Tân. Sàn Bình Tân á, thì quầy cái quầy để tân nó nằm ngay sàn tập luôn. Còn bên những cái mô hình khác á, quầy để tân nguyên một quầy. Thoải mái làm vuông cõi. Để chi cho tân nghỉ ngơi, người ta phục hồi, người ta nói chuyện cho nó riêng tư, cho nó nhẹ nhàng. Chứ bây giờ mà cái quầy để tân bỏ ra phòng nhạc đùng đùng này nó phiền hà lắm. Rồi xong rồi người ta địa đà, nhiều khi mình đang tư vấn gói tập hay mình tư vấn BT gì, cái thằng kia nó dòm dòm hoài à. Không có tự nhiên. Nên những cái mô hình sao thì nó sẽ riêng tư, nó tách biệt. Và anh ấn tượng nhất cái quận 7 của anh là cái một cái không gian không cột. Tụi làm cái không gian không cột mình phải suy nghĩ lắm em. Đắn đo lắm chứ không phải đùa đâu. Nha. Một cái tòa nhà 12 mét không cột phải chuyện đơn giản. Nhất là dành cho phòng gym. Khối lượng di chuyển rất lớn. Nó cộng hưởng rồi nó thả tạ âm âm. Không phải là trung tâm thương mại. Cái trung tâm thương mại mà nó thiệt với em nó làm mà 12 mét vượt nhịp là cái chuyện bình thường. Cái chuyện bình thường. Còn hả, mấy em thấy không, phòng gym á, mà xây lên làm 12 mét vượt nhịp chỉ có mình Duy Nguyễn. Thiệt tình anh tham khảo rất nhiều thầu, nào cũng sợ hết, em làm cho anh rung lắm luôn á, siêu kỹ luôn á. Mà phải có nhiều cơ quan nó tham gia vô này nọ, nó tham mưu, nó tư vấn, bản vẽ, thiết kế, kiến trúc, kết cấu này nọ kia em mới dám làm. Không có chứ làm nhà anh có gì mà tù luôn. Thiệt mà xây dựng cái tù là chuyện bình thường. Mày biết tin thì chưa, bên quận 6 có cái nhà kia nó bán. Nó xây 2 tấm rưỡi bán. Bán xong rồi ông nội kia đổ đập bỏ.
á, đập bỏ, đập kiểu gì ngu, đập vô cột sập mẹ cái nhà chết hai thằng thợ. Trò đình chỉ một năm luôn, không biết có tù hay không á. Cái đó hình như là thương lượng chủ nhà lum la, ủa thương lượng với thợ ông có đập sao, đập đập kiểu gì không biết nữa, đập cái sàn rớt xuống chết thợ luôn. Má ghê thiệt. Bởi vậy mấy cái nhà đó mà phá nó căng lắm. Bởi vậy á, cái nhà của anh nó nhỏ, phá nó dễ mấy em, giải tỏa đó, cái video giải tỏa nhá chưa, chỉ còn là chỉ bản gì đó. Chú chim ngấn lại đau buồn. Vào một ngày mưa tầm tã mà chú chim cũng phải đổ lệ đau buồn. Đó, nhỏ giật cái, giật cái tôn không sao hết á. Nên bây giờ là nó cứ thế mà nó lên, thế mà lên. Những cái dòng video này nó đang đi trễ. Nó đang đi trễ so với tiến độ thật. Nhen, nó trễ ít nhất là 3 tầng. Và anh cố gắng, anh sẽ gỡ từ 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 từ. Mệt nó ngọn nướng kem. Nó mệt quá. Nó thì thôi, nói chung thì cũng chia sẻ niềm vui là BBT Building quận 7. Nói chung là hết tấm này qua tấm kia đều thành công và đi vượt so với tiến độ, là một trong những cái trụ BBT mà xây dựng với tốc độ nhanh nhất của công ty BBT. Thì ngày hôm nay đã làm tới chắc gần xong rồi đó. Nhưng mà video đi hơi trễ. Thì Duy Nguyễn với vai trò là chủ đầu tư cũng cảm ơn công ty thầu đã nỗ lực nghiêm túc với đội thợ rất là nhiệt tình. Đó, đã làm vượt tiến độ và làm kỹ, được sự đánh giá của đơn vị giám sát công trình, đó là phó giám đốc có lời khen về đội thợ rất là nhiều. Thì nhân tiện đây cũng nói, ông làm cho đàng hoàng. Đó, ông làm cho tốt, ok. Sẽ còn nhiều dự án nữa. Chúng ta chỉ là sự bắt đầu, hiểu không? Và có rất là nhiều dự án của Duy Nguyễn và của đối tác Duy Nguyễn. Một lần nữa, cảm ơn sự hợp tác thành công. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng BBT. Cảm ơn các bạn đã mong chờ BBT quận 7. Và với tôi, BBT quận 7 là chiến lược, là nơi nhốt đối tác, là nơi tập trung tiền tài, vật chất, tinh thần của cá nhân Duy Nguyễn. Và Duy Nguyễn cũng sẽ thường xuyên tham gia những cái hoạt động ở bên BBT quận 7, như là hoạt động media, hoạt động training, hoạt động hướng dẫn, hoạt động đào tạo các kiểu. Cảm ơn các bạn vì một BBT quận 7. Đây, kính chào. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.